chúng ta chia tay bạn khách, bạn ta về phần thưởng 2 triệu đồng và còn nguyên cả 4 quyền trợ giúp. Ngay sau đây chúng ta sẽ gặp gỡ người chơi tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, bạn Trần Thị Hoa Phượng đến từ Hà Tĩnh. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem đài truyền hình cũng như qua màn ảnh nhỏ. Tôi tự giới thiệu tên là Trần Thị Hoa Phượng, năm nay 46 tuổi. Và cái lý lịch của tôi thì hơi phức tạp chút xíu. Tôi đến từ nguyên quán của tôi là Nghệ An, Hà Tĩnh. Và sinh ra lớn lên là Trường Sơn, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Và sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rất mong nhận được sự cổ vũ và đồng hành của tất cả quý vị đang xem. Em thấy là chị đi ra đây chào, cảm giác là chị rất là bình thản. Thực ra sự bình thản là đang che giấu cái sự gọi là hồi hộp bên trong hay là thế nào, hay là chị bình thản thì thế thật? Cũng có chút che giấu ạ, đang trong đang run ạ. Vâng, trong đang run. Vâng, xin mời chị lên ghế nóng ạ. Chị Phượng ghi trong bản đăng ký của mình là nhân viên văn phòng, hơi chung chung chị ạ, không biết là chị làm cụ thể công việc gì ạ? Mình làm bên mảng chăm sóc khách hàng. Chăm sóc khách hàng. Vâng, chăm sóc khách hàng này là mình sẽ thường xuyên nghe những cái phản hồi khách hàng hay là chị chủ động gọi cho khách hàng như thế nào? Cả hai bạn ạ. Cả hai. Nói tóm lại là luôn luôn vui lòng khách đến và hài lòng khách đi. Hôm nay chị đến chơi chương trình cùng với ai? Xin chào anh chị Đinh Tiến Dũng, xin chào khán giả chương trình. Tôi là Trần Minh Hoàng, là thầy giáo và cũng là nhà khởi nghiệp. Hôm nay tôi đến đây để cổ vũ và đồng hành cùng với chị gái là Trần Thị Hoa Phượng, và cũng là để giao lưu học hỏi với chương trình, cũng như là được nói chuyện với anh Đinh Tiến Dũng ở trên truyền hình VTV. Vâng ạ. Thôi thì mình nói chuyện với nhau thêm một chút nữa vậy. Anh đang công tác trong lĩnh vực gì ạ? Dạy thầy giáo cụ thể là dạy môn gì? Tôi giảng dạy về tiếng Anh và kinh doanh quốc tế. Vâng, giảng dạy về tiếng Anh, kinh doanh quốc tế. Anh có giảng dạy cho một đơn vị nào không hay là mình có? Vâng, có 14 năm làm ở Đại học Ngoại ngữ Hà Nội và 10 năm Đại học Quốc gia Hà Nội. Vâng. Bây giờ tôi đang tiếp tục giảng dạy và khởi nghiệp. Vâng, và khởi nghiệp thì anh đang khởi nghiệp trong lĩnh vực gì ạ? Tôi đang khởi nghiệp trong lĩnh vực là EdTech, tức là công nghệ giáo dục mà có cái nền tảng Learning 247. Vâng. Xin cảm ơn anh Hoàng ạ. Vâng, xin cảm ơn. Chị Phượng thân mến, sau đây em sẽ thông qua với chị một luật chơi của chương trình. Chương trình của chúng ta có tất cả 15 câu hỏi. Trong đó có 3 mốc quan trọng. Đó là mốc 5, mốc 10 và 15. Chị sẽ có 3 quyền trợ giúp. Đó là 50-50. Gọi điện thoại cho người thân, hỏi ý kiến em chị trên khán đài. Và kể từ câu số 6, chị sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Ngày hôm nay chúng ta có sự trợ giúp của hai nhà thông thái là nhà báo Vũ Bình Hương và siêu chính quyền Việt Nam Hà Việt Hoàng. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng hai nhà đồng thắng. Chào chị Phượng, tôi đang bị vui quá đấy ạ. Sao lại bị vui quá? Lần đầu tiên ngồi ở trên ghế nhà đồng thắng của chương trình Ai Là Triệu Phú, tôi đã được gặp người quen, một người bạn đã rất là lâu rồi chúng tôi không có cơ hội để hội ngộ. Bạn Hoàng, em trai của chị Phượng, là bạn học với tôi thời đại học tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, hiện nay đang là Đại học Hà Nội ạ. Vâng, tức là chị quen với người đồng hành chứ không phải quen với chị Phượng đấy ạ? Đúng rồi. Vâng, thế rồi, bảo là lâu lắm. Đấy cũng là may lắm rồi đấy ạ, tại vì lần nào ngồi cạnh Hà Việt Hoàng thì tôi cũng cảm thấy rất là ghen tị, bởi vì là Hoàng hết gặp bạn học, rồi là người quen, rồi là các cựu sinh viên của Đại học Bách Khoa, mà tôi chưa gặp người quen bao giờ, đây là lần đầu tiên ạ. Vâng, thế bạn Hoàng sao ạ? Bạn có quen người chơi của chúng tôi không ạ? Sau nếu mà để tìm một điểm chung thì em nghĩ là cái việc tìm điểm chung như kiểu người quen nó xảy ra nhiều lắm. Và em nghĩ là nếu như mà có một điểm chung thì chắc là cũng là toàn là những cựu sinh viên đã từng học tập ở Hà Nội. Vâng, đấy kiểu là gì một điểm chung thì khá là điểm chung rồi đấy. Vâng ạ, xin cảm ơn hai nhà thông thái ạ. Tất cả là sẵn sàng, chúng ta sẵn sàng chưa? Tôi đã sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Thưa quý vị, khi người chơi của chúng ta sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Cầu nào không bắc qua sông? Cầu Trương Dương, cầu Long Biên, cầu Thê Húc hay là cầu Thanh Trì? Xin mời chị. C là câu trả lời cuối cùng của tôi ạ. Cầu Thê Húc, hoàn toàn chính xác, thì chúc mừng chị. Xin mời câu hỏi số 2. Loại rau nào sau đây thường dùng làm nguyên liệu trong món bánh hamburger truyền thống? Rau muống, mồng tơi, kinh giới hay là xà lách? Xin mời chị. Xà lách B là các bạn cuối cùng của tôi ạ. Vâng, rau xà lách, hoàn toàn chính xác, thì chúc mừng chị. Xin mời câu hỏi số 3. Làng Nhật Tân ở Hà Nội nổi tiếng nhất với việc trồng cây hoa gì? Mai, lan, đào hay là quất? Xin mời chị. Đào C là câu trả lời cuối cùng của tôi ạ. Đào Nhật Tân, hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng chị. Xin mời câu hỏi số 4. Niêu cơm thạch xanh có điểm gì đặc biệt? Ăn hết lại đầy, làm bằng vàng,
cơm không bao giờ chín, hay là chị đầm đầy của bạn. À, là câu trả lời cuối cùng của tôi ạ. Ăn hết lại đầy, hoàn toàn chính xác. Chúc mừng chị. Xin mời câu hỏi số 5. Theo quy ước quốc tế, đâu là ba vùng Việt Nam? Cộng 34, cộng 54, cộng 64 hay là cộng 84? Xin mời chị. B là câu trả lời cuối cùng của tôi ạ. Cộng 84. Hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng chị. Mã cộng 84 này theo như em nhớ là mình có thể ấn là 0084 thành cộng 84 được không chị? Gọi ví dụ gọi quốc tế, mình gọi từ nước ngoài hoặc mình gọi Việt Nam thì hạn ấn 0084 thay dấu cộng cũng được. Vâng. Đang đi cùng chị tiếp tục hành trình của các câu tiếp theo thì tín hiệu báo hết giờ của chương trình đã vang lên. Đồng nghĩa là chương trình hôm nay chúng ta sẽ dừng tại đây. Em sẽ gặp lại chị trong chương trình là Triệu Phú tuần sau. Và chúng ta sẽ tiếp tục hành trình của các câu tiếp theo. Hiện nay chị đã vượt được qua 5 câu đầu tiên rồi. Còn 10 câu nữa sẽ chờ chị trong chương trình tuần sau. Thưa quý vị, chương trình hôm nay đến đây là khép lại. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và cổ vũ cho chương trình. Xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều niềm vui.